Chào quý vị và các bạn đang theo dõi Chuyển động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau sáng thứ Bảy, ngày 7 tháng 9 năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, nông dân các xã vùng chuyển đổi sản xuất huyện Trần Nhân Thời đã xuống giống được hơn 940 ha lúa trên đất nuôi tôm. Trong đó, xã Lợi An có diện tích xuống giống nhiều nhất với 484 ha, kế đến là các xã Khánh Bình Đông, Phong Điền, Phong Lạc. Ngoài xuống giống, bà con nông dân cũng gieo được hơn 28,7 ha mạ để chuẩn bị nhổ cấy. Năm nay, huyện Trần Nhân Thời sản xuất 3.143 ha lúa trên đất nuôi tôm. Mấy ngày qua, trên địa bàn huyện có mưa lớn kéo dài, nên bà con nông dân rất thuận lợi trong khâu rửa mặn, sổ phèn, cải tạo đất. Nông dân đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xuống giống vụ lúa trên đất nuôi tôm, đảm bảo đạt kế hoạch đề ra. Từ hiệu quả bước đầu của mô hình nuôi rắn của thanh niên Trần Minh Đăng, ấp 2, xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, vừa qua, tỉnh đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Cà Mau đã hỗ trợ nguồn vốn để duy trì và phát triển mô hình. Hoàn cảnh khó khăn, không đất sản xuất, thế nhưng với quyết tâm vươn lên, đoàn viên Trần Minh Đăng đã tận dụng hơn 6 mét vuông đất nhà ở để xây 4 hồ nuôi rắn kỳ tượng. Bắt đầu tìm hiểu tập nuôi thử từ năm 2020 với 10 con giống. Hiện tại, mô hình đã có hơn 40 rắn trưởng thành sinh sản. Hiện với 500 con giống 20 ngày tuổi cũng đã được đặt giá bán 70.000 một con. Từ tháng 8 đến tháng 10 âm lịch, gia đình bán rắn đực với giá khoảng 400.000 đồng trên một ký. Mỗi năm thu nhập từ rắn tri tượng khoảng 40 triệu đồng, tạo điều kiện để Đăng duy trì mô hình. Là tỉnh đoàn, huyện đoàn hay là các cấp giúp đỡ cho đồng chí Đăng có hỗ trợ cho nguồn vốn để mà cho đồng chí Đăng phát triển cái mô hình của mình thêm hơn nữa. Cũng mong là các bạn đoàn viên giống như tận dụng những cái đất giống có của gia đình mình để mà tăng gia sản xuất hoặc là có cái mô hình nào đó để góp phần thu nhập cho gia đình. Biết nhu cầu mô hình cần nguồn vốn hỗ trợ để mở rộng phát triển ổn định, tỉnh đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Cà Mau mới đây đã hỗ trợ 15 triệu đồng để nhân rộng mô hình. Với nguồn vốn được hỗ trợ, Đăng có điều kiện xây thêm chuồng trại, tăng thêm rắn con để phát triển đàn. Dự kiến sẽ xây mới 7 chuồng nuôi với diện tích gần 2 mét vuông mỗi chuồng để tạo điều kiện cho rắn phát triển thuận lợi hơn. Sau khi nhận được cái nguồn vốn hỗ trợ của anh em tỉnh đoàn thì em sẽ mở rộng chuồng trại ra, đặng em nhân rộng con giống ra, đặng sau này có phát triển thêm con giống, có đủ nguồn cung cấp cho thị trường. Em sẽ thêm khoảng 50 con giống rắn để giống nữa. Rồi còn số rắn đực thì em sẽ bán rắn thịt. Tìm hiểu kỹ các mô hình trước khi tiếp cận các bạn để từ mô hình đó thì sau khi hỗ trợ mình cũng phải có cái sự quan tâm sát sao hơn để kịp thời hỗ trợ cho các bạn khi mà bạn đôi khi mô hình gặp khó khăn về vấn đề nào đó, ví dụ như đầu ra chẳng hạn, thì để cho các bạn tiếp tục có động lực và cũng tiếp tục và duy trì mô hình để cái mô hình này nó đảm bảo sự thành công. Thì trong tương lai sắp tới thì khi mà cái mô hình này được phát triển thành công hơn thì cũng là cái động lực cho bạn và cho các bạn thanh niên ở trong địa phương để các bạn cùng nhau có ý chí phấn đấu khởi nghiệp vươn lên. Nguồn vốn đến kịp thời đã tạo điều kiện để anh Đăng xác định hướng phát triển mới. Với những mô hình chăn nuôi tại gia đình, tận dụng diện tích đất nhỏ hẹp nhưng đầu ra ổn định, gia đình tiếp tục đầu tư để gắn bó xây dựng kinh tế gia đình dần ổn định. Trước đó, tỉnh đoàn cũng đã trao hỗ trợ 10 triệu đồng cho Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp huyện Cái Nước. Từ sự hỗ trợ của tỉnh đoàn đã thúc đẩy phong trào thanh niên khởi nghiệp được lan tỏa, đặc biệt với những mô hình đang phát triển, cần thêm trợ lực vật chất lẫn sự quan tâm động viên. Hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Chuyển động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.